Xin chào các bác, cô chú, anh chị và các bạn trở lại với kênh YouTube Sứ Nẩu. Hôm nay kênh YouTube Sứ Nẩu sẽ review lại cho quý vị và các bạn xem cái cảnh nhà quê ở tại xóm Mỹ Sơn thuộc về thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ở đây quý vị đang nhìn thấy cái địa điểm ở nơi đây người ta gọi là nhà vuông. Đến đây mình nói cái từ nhà vuông, quý vị và các bạn tưởng đâu là mình nói sai lỗi chính tả, không phải. Mình có hỏi những cô chú bác lớn ở đây, vừa rồi mình hỏi là cái đây người ta gọi là nhà vuông hay là nhà vuông, thì ở đây cô chú bác gọi là từ nhà vuông, là cái tên là tên vuông chứ không phải là tên vuông góc nha quý vị và các bạn. Cho nên ở đây chúng ta phải gọi là tên nhà vuông. Thì bây giờ ở đây quý vị và các bạn đang nhìn thấy cái nơi của cái địa phương xóm Mỹ Sơn này. Cái lúc trước ở đây làm trong những cái xóm mà nó gọi là hẻo lánh xa xôi, lúc mà chưa có những cái con đường ở xóm mở rộng á, thì ở đây khi mà bước chân đến tại cái xóm Mỹ Sơn này rất là khó khăn. Con đường đi đến ngay chỗ cái Mỹ Sơn này là chúng ta đang nhìn ở cái phía bên ngoài này là chỉ có con đường đất, mà đất ở thời lúc mà lúc trước là nó là một con đường đất đất cát. Nó đi chạy xe Honda không được đâu quý vị. Mà cái thời mà còn xa mà trước khoảng 30 năm nha quý vị, thì ở đây là rất hẻo lánh luôn. Rồi thì bà con ở đây người ta sống như kiểu là một khu xóm riêng biệt vậy. Mà thì cái nhà vuông này á thì thành lập từ cái năm nào thì mình không có biết được. Thì thôi đỡ đi vào cho quý vị và các bạn xem thử là chúng ta có nhìn thấy cái năm của cái nhà vuông này là từ cái lúc nào hay không. Cái nhà vuông ở cái xóm đây á, mục đích của họ, của bà con ở đây là khi tới những cái ngày mà ở địa phương tổ chức những cái ngày mà gọi là ngày thanh minh hay ngày gì đó quý vị, mình thì cũng không có rành, thì bà con tổ chức đến đây để làm lễ rồi là tổ chức một cái buổi liên hoan ở tại nơi này, thì cũng quay sơ qua cho quý vị và các bạn xem ha. Đó, cái mái tôn ở cái nhà vuông này thì nó cũng bị hư, là chắc những cái lúc mà bão những cây năm vừa rồi cho nên nó làm dở đi cái mái tôn ở phía trên của cái ngôi nhà vuông này rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là như vậy. Khi đây là giới thiệu một cái góc của cái nổi bật mà khi ta đến cái xóm này, ta nói cái địa điểm của cái nhà vuông này thì ở cái xóm thôn này ai cũng biết được. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tham quan cái xóm Mỹ Sơn này thử như thế nào, bây giờ nó có đẹp hơn ngày xưa hay không. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là cái xóm Mỹ Sơn này hôm nay sẽ thay da đổi thịt rất là nhiều luôn. Nó phát triển và nó đã đẹp lên, nó không còn như ngày xưa mà trước cách đây 20 năm hoặc 30 năm, 10 năm. Nhưng mà bây giờ thì nó từng ngày đẹp dần và nó thay đổi theo năm tháng và nó cũng phát triển theo năm tháng. Nhưng mà ở tại cái xóm Mỹ Sơn này, người ta vẫn giữ lại cái nơi này để làm một cái gọi là một cái nét văn hóa, để làm lại một cái kỷ niệm cái ngày mà không thể nào quên được. Cái lúc mà chắc là theo mình nghĩ ở lúc mà đầu tiên ở cái xóm
Mỹ Sơn này người ta thành lập là đầu tiên người ta đã xây dựng cái chỗ này rồi. Thì đó, quay cho quý vị ở đây cũng có nhiều cái cây cổ thụ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái con đường bê tông và đi xuống cái chỗ cái xóm Mỹ Sơn cho quý vị và các bạn xem. Đó. Trên con đường đi quý vị và các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Cái cảnh ở đây bây giờ nó rất là đẹp, rất là thú vị quý vị và các bạn. Mình tin rằng khi quý vị và các bạn nhìn được cái cảnh này, quý vị và các bạn cũng thấy được một cái cảm nguồn, cảm hứng đến cái cuộc sống ở đây nó như thế nào. Quý vị hãy nhớ cho một cái bình luận, một cái ý nghĩ của mình về cái cảnh ở tại nơi miền quê ở đây là nó như thế nào. Các bạn hãy nhớ cho một cái comment để cho mình biết. Mình sẽ có một cái cảm xúc để làm nhiều cái video hay hơn nữa, nhiều những cái nơi, cái thôn xóm mà nó ở cách xa, một cái địa phương ở cách xa, chúng ta chỉ có những cái cảm hứng, những người mà thích như vậy. Thì quý vị và các bạn thấy ở đây vẫn còn những cái cảnh mang cái tính ở nhà quê, đằng rào bây giờ cũng là đằng rào tre rồi đó, rồi những có những cái võng mà chưa hề ra, họ nằm dưới cái võng ở dưới những cái gốc cây như thế này đó, quý vị và các bạn nhìn thấy không, nó còn mang một cái tính là của miền quê rất là đặc thù. À, quý vị chào quý vị và các bạn nhìn thấy nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái xóm nơi mà nổi bật nhất ở tại cái xóm này nha. Quý vị và các bạn nhìn cái xóm quê nó yên tĩnh, vừa rồi ở xung quanh sân người ta vẫn còn có trồng những cái đây gọi là lan, củ khoai lang đó quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đi vào ở cái xóm này thì thấy nó rất là hấp dẫn luôn, rất là yên tĩnh luôn. Ở quê là như thế này à, quý vị và các bạn có thích không? Các bạn, mình nghĩ là những bạn mình như mình ở quê mà mình khi mình về những cái vùng quê như thế này á, mình thấy cũng rất là thích rồi. Đừng có nói mà quý vị và các bạn ở những nơi thành phố hoặc là các bạn ở định cư ở những nước khác, ở nước ngoài đồ, thì quý vị nhìn lại cái cảnh quê hương này các bạn thấy không, quê hương rất là yên bình, rất là đẹp. Đó, quý vị và các bạn nhìn cái cảnh quê này ở đẹp đẹp không quý vị và các bạn? Không có gì tuyệt vời luôn. Khi chúng ta bước chân đến đây á thì chúng ta nhìn được cái cảnh đây đó, nó rất là bình yên các bạn. Quý vị và các bạn đứng lại cho quý vị và các bạn nhìn thấy này, cảnh tuyệt vời đẹp không quý vị và các bạn? Trời ơi, mình phải nói là những bạn mà nó ngược ánh sáng cho nó không đẹp. Mình rất tiếc là mình quay lên cái hướng này đó, rất đẹp nha quý vị và các bạn, nhưng mà do nó bị ngược ánh sáng cho nên là nó không có quay được cho quý vị và các bạn. Quý vị thấy một cái góc này thôi, quý vị và các bạn thấy nó đẹp ghê chưa? Cái cảnh bước đến cái cảnh quê ở đây quý vị và các bạn thấy nó yên bình, thấy con người mình nó không có còn mà chen chúc, không phải còn là một cái gì đó mà gọi là con người của mình nó tự nhiên nó từ từ nó nhẹ dần, và thấy với thiên nhiên như thế này thì con người mình không có còn sân si nữa, con người mình không có còn một cái gì đó gọi là ganh đua đồ gì nữa các bạn. Quý vị và các bạn thấy nó rất là yên tĩnh, nó bình yên. Thì bây giờ sẽ đi vào cái xóm này cho quý vị và các bạn để xem. Nếu như mà cái video này mình có
quay cho quý vị các bạn xem, mà lỡ nó có cái thời gian nó có dài á, thì quý vị các bạn cũng thông cảm. Chứ có nhiều lúc mình quay cái video nhiều lúc nó cũng hơi dài thời gian chút á. Các bạn nói là bạn quay cái video thời gian nó dài quá, coi nó nhàm, nó chán. Mà bây giờ mình thấy cái cảnh ở miền quê nó đang đẹp như thế này, tự nhiên bây giờ mình cúp, mình không 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 tiếp tục cho quý vị và các bạn xem thì thấy nó cũng uổng. Cho nên là mình cố gắng, các bạn hãy hãy mà có cái lòng hoan hỷ, các bạn hãy cố gắng để mà xem cho nó hết cái video này. Chứ các bạn mà xem nó không hết là mình thấy nó cũng rất là tiếc. Theo như mình á, mình nhìn thấy thì cái cảnh nó cũng quá đẹp luôn đó quý vị. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy chưa? Cái cảnh như ở đây, các bạn thấy quá đẹp luôn, thấy chưa? Đẹp lắm. Đó, rồi nhà, rồi những cái cây dừa, rồi xen kẽ những cái ngôi nhà, rồi có ruộng, rồi mình thấy một cái làng quê, đúng là một cái làng quê luôn. Không phải nói nha quý vị và các bạn, ở đây chúng ta đến đây mà nếu như ai đó mà có một cái chỗ khu đất rộng ạ, xây dựng một cái biệt thự, làm một cái khu nghỉ mát rất là tuyệt vời. Giới thiệu cho quý vị và các bạn biết, cái mặt trước ở cái phía bên này á, là chúng ta là mặt biển nha quý vị và các bạn. Cho nên cái mùa hè á, ở đây nó thật là mát luôn. Rồi rồi ạ, quý vị nhìn cái cảnh ở đây nó yên tĩnh như thế này, thì xây dựng một cái khu biệt thự ở cái nơi đây thì không có gì là tuyệt vời bạn ha quý vị các bạn ạ. Cho nên là chúng ta khi bước chân đến đây á thì rất là thấy nó rất là tuyệt vời. Mình đang vừa đi quay phim vừa nói để mà cho quý vị và các bạn biết được cái nơi cảnh này á, mình cảm thấy tự nhiên nó có một cái cảm xúc rất là lớn luôn đó quý vị và các bạn. Mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời đó, cảnh đẹp không quý vị và các bạn. Nó đây nó mới đúng cái nghĩa là quý vị và các bạn nhìn thấy là cảnh nhà quê yên bình như thế này đó. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy có cái nhà, có vườn, rồi có cây cối, rồi rất là mát mẻ luôn. Đó. Đó, đây quý vị và các bạn, cái phía trước đó, đó quý vị và các bạn nhìn cái phía trước đây đó là biển đó quý vị và các bạn. À, quá đẹp chưa? Bây giờ họ cũng đang cái chỗ này, họ cũng đang xây một cái ngôi nhà rất là đẹp này. Ok, như vậy là đến đây mình đã chia sẻ cho quý vị và các bạn xem được cái cảnh nhà quê ở tại xóm Mỹ Sơn thuộc về thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thôi mình xin dừng video ở đây. Hẹn quý vị và các bạn những video sau. Bye!